nay ạ. Thật ra câu hỏi này thì Hạnh Nhân đã trả lời vào buổi chiều lúc họp báo với báo chí, nhưng mà Hạnh Nhân muốn nói một lần nữa đến quý vị khán giả. Thật ra thì nó không có gì là to tát cả, vì Nhân có cơ duyên đến cái liên hoan phim Busan để mà tham dự liên hoan phim, thì Hạnh Nhân được nhà sản xuất giới thiệu bộ phim này. Và khi Hạnh Nhân xem á, cái cảm giác đầu tiên của Hạnh Nhân là Hạnh Nhân nhớ tới bộ phim Trái tim mùa thu của Song Hye-kyo. Mặc dù hai câu chuyện này nó chả liên quan gì với nhau hết, nhưng mà cái cảm giác nó động lại sau khi xong xem phim thì nó y hệt như vậy. Và Hạnh Nhân muốn giữ cảm giác đó nên Hạnh Nhân định mua. Thì bây giờ thì hôm nay Hạnh Nhân rất muốn gửi lời cảm ơn đến ngài đạo diễn, là bởi vì ngài đã đáp sân bay đến đây sáng hôm nay, và tối nay ngài phải về Hàn Quốc để chuẩn bị cho buổi ra mắt phim vào ngày 17. Rất là cảm ơn ngài. Và rất là cảm ơn ngài Joe đã dành thời gian, mặc dù ngài Hạnh Nhân biết là ngài có rất là nhiều cái lời mời và nó rất là quan trọng, nhưng ngài đã dành thời gian để về đây ra mắt phim. Từ lúc anh Cho Ha Son bước vào đây thì nhiều trái tim của chị em phụ nữ, trong đó có tôi, cũng đang đập rất là loạn nhịp. Và không biết là nam tài tử điển trai của chúng ta làm sao mà sau gần 20 năm làm nghệ sĩ mà anh vẫn có thể giữ được phong độ đến như thế này ạ?네, 반갑습니다. 창섭. 저는 한국에서 배우 조한선이라고 하고요. 열심히 그냥 일한 것밖에 없는 것 같아요. 외모 관리를 따로 하지 않았고요. 그냥 연기하면서 거기에 푹 빠져 살다 보니까 그냥 세월이 훌쩍 지났는데 뭐 따로 관리하고 그러진 않았어요. Diễn viên Cho Ha Son xin chia sẻ là ngoài cái việc tập luyện thể thao thì cũng không có cái biện pháp nào khác để quản lý cơ thể hay là diện mạo nào cả. Vâng ạ, các bạn nam nghe thấy gì đấy ạ? Tập luyện thể thao ạ, và cả các bạn nữ nữa. Rất là cảm ơn câu trả lời rất là chân thành của diễn viên Cho Ha Son. Và có một câu hỏi nữa Minh Trang muốn dành cho anh. Trong bộ phim này thì vào vai một người anh mẫu mực, một cảnh sát điều tra giỏi, một nam nhân trung tình và lại là một đứa trẻ mồ côi, anh đã phải chuẩn bị những gì để có thể hoàn thành tốt một cái vai diễn mà rất là đa sắc màu như vậy ạ? Và lại còn cùng với bạn diễn Sung Hoon của mình nữa. Tezu라는 캐릭터는 굉장히 좀 부모님, 특히 어머님이 돌아가실 때 바로 옆에서 지켜보는 아이였고요. 그리고 그 계기로 인해서 아버지와 어머니의 뒤를 따라서 경찰이 되는 인물이고, 뭐 이렇게 에너지를 표출할 수 있는 그런 캐릭터는 아니에요. 그래서 속으로 항상 가지고 있고, 그 다음에 또 뒤에서 항상 지켜만 보고 동생이 챙겨주는 그런 캐릭터고요. 그리고 성훈 씨하고는 연기할 때 굉장히 뭐 편했습니다. 사실 진짜 동생 같기도 하고요. 정말 연기하면서 진짜 친동생처럼 느껴졌었고, 그리고 연기하면서 더 형제애가 생겨서 영화의 마지막 씬 찍을 때 그때 굉장히 울컥하고 감정적으로 많이 올라왔던 그런 기억이 나요. Nhân vật Thê Chu mà do diễn viên Cho Ha Son đóng ở trong phim thì là một nhân vật có rất là nhiều năng lượng. Nhân vật này thì sau khi được sinh ra thì đã trở thành trẻ mồ côi rồi và đã trải qua rất là nhiều biến cố. Thì khi mọi người xem thì sẽ cảm nhận được cái nỗi đau và những cái cảm tình của cái nhân vật đó. Còn về bạn diễn đóng vai người anh em sinh đôi với cả nhân vật Thê Chu thì mình là diễn viên Song Hoon, thì trong quá trình đóng thì hai diễn viên đã có rất là nhiều cái trao đổi với nhau và hiểu nhau hơn, và sau khi xem xong hoàn thành quá trình quay phim, hai diễn viên nam đã rất là thân thiết với nhau. Hy vọng mọi người sẽ xem bộ phim này và để cảm nhận cái điều đó mà diễn viên phải chia sẻ. Vâng, xin được cảm ơn diễn viên Cho Ha Son. Và để